Hi, xin chào tất cả các bạn ha. Thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ các bạn cái cách để chúng ta chèn một cái nút đăng ký kênh vào trong cái video của mình nha. Ở đây tôi có hai phiên bản, thứ nhất là nút subscribe bằng tiếng Anh nè, và cái phiên bản thứ hai là cái nút subscribe bằng tiếng Việt ha. Đó, hai cái loại phiên bản thì tùy thuộc vào video nào thì các bạn có thể chúng ta chọn cái video tiếng Anh hay tiếng Việt để phù hợp với cái kênh của mình nha. Hoặc là ở đây tôi có một video theo thiết kế theo phong cách riêng của mình mà nó là nền đen các bạn ha. Thì ở cái video này hôm trước tôi đã chia sẻ các bạn làm bằng cái chương trình MyShot Mobile rồi. Ok, thì chúng ta vào thẳng vấn đề luôn. Bây giờ chúng ta sẽ mở phần mềm Camtasia lên. Chúng ta sẽ mở một cái video chúng ta cần edit ha. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái video cần edit ha. Vào đây các bạn thử ha. Tôi lấy một cái video tôi cần edit, tôi add vô ha. Add timeline. Sau khi tôi add xong, bây giờ tôi sẽ lấy một cái gì ạ? Lấy một cái nút subscribe. Thì ba cái nút subscribe này tôi có để dưới phần mô tả ha. Các bạn có thể tải về để chúng ta dùng thử ha. Đây là không hoàn toàn là không có cá nhân hóa các bạn ha. Cái nút này là của tôi thôi, tôi demo thôi. Đây nút hai nút xanh này, một tiếng Anh tiếng Việt này. Rồi, tôi open. Tôi sẽ add vô. Tôi add vô. Bây giờ tôi sẽ thu nhỏ cái nút này lại, thu nhỏ lại ha. Đây, vị trí này. Ấn play thử ha. Ấn play thử nè. Đó các bạn. Bây giờ tôi sẽ làm gì ở đây? Tôi sẽ bỏ cái nền xanh đi bằng cách vào Visual Effect. Tôi sẽ chọn Remove a Color. Tôi kéo vô cái video nền xanh này. Và sau đó tôi chọn vào là Remove a Color. Click vào đây. Và tôi chọn cái bút. Chọn vô chỗ nền xanh. Như vậy chúng ta đã mất nền xanh. Chúng ta ấn kéo nhỏ xuống. Kéo nhỏ xuống. Chúng ta dịch chuyển ở vị trí chúng ta cần đặt. Ở bên tay trái, hoặc là trên cùng, hoặc là bên trên và phía tay phải, tùy ý các bạn ha. Bên dưới và tay phải. Đây, để chọn vị trí này. Tôi ấn demo thử nha. Ấn play. Đó, ok. Được các bạn. Đó là chúng ta chèn nút subscribe của kênh YouTube của mình để tăng cái lượng subscribe, để cho mọi người cùng thấy cái kênh của mình nhiều hơn. Đó là cái hình thức thứ nhất. Giả sử đối với trường hợp mà các bạn gặp những cái video nền đen thì sao? Thì các bạn tiếp tục tôi minh họa tiếp một cái video nền đen là subtitle, là cái sub của tôi tự thiết kế là các bạn. Rồi, chúng ta sẽ add vô ha. Tôi add vô, ấn play. Đó. Thì chúng ta cũng thu nhỏ cái video lại, thu nhỏ lại ha. Chúng ta sẽ loại bỏ đi. Tôi vào Visual Effect, tôi chọn vào Remove a Color. Tôi kéo vô cái video nền đen này. Tôi chọn vô cái chỗ Color, ở chỗ mục Remove a Color. Click vào đây. Click vào cái bút. Rồi chúng ta chọn vào cái nền xanh, nền đen ha. Rồi, mất. Chúng ta có thể kéo nhỏ lại tùy ý mình ở vị trí nào đó. Rồi, tôi sẽ đặt ở vị trí này đi. Hoặc là đặt vị trí tay phải. Vẫn ha, đặt tay phải. Rồi, tôi ấn play thử nha. Đó. Đều được hết các bạn ha. Đó. Ok, nói chung là một màu thì chúng ta đều bỏ được hết các bạn. Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Chúc tất cả các bạn thành công trong video ngày hôm nay. Rồi, bye bye.